Trấn Thành bị chỉ trích khi phát ngôn về người chuyển giới, nhà sản xuất Người Ấy Là Ai lên tiếng. Tập 1 của chương trình Người Ấy Là Ai, mùa năm vừa lên sóng, Trấn Thành đã nhận chỉ trích vì phát ngôn về người chuyển giới. Mới đây, nhà sản xuất chương trình đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả. Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò người dẫn chương trình của Người Ấy Là Ai, mùa năm. Tuy nhiên, nam MC nổi tiếng lại vướng tranh cãi vì phát ngôn chưa chuẩn khi giới thiệu khách mời tên NBAK, nhân vật chuyển giới từ nữ sang nam, cách đây 10 năm. Cụ thể, Trấn Thành đã nói về NBAK, anh ấy từng là một phụ nữ. Cái tay này, người ta phải mở mạch máu ra rồi đưa hormone và mọi thứ vào để chuyển giới. Tuy nhiên, các bác sĩ và người có chuyên môn cho rằng đây là phát ngôn sai bởi việc tiêm hormone nam, cụ thể testosterone vào mạch máu là việc làm chống chỉ định. Bác sĩ Nguyễn Khoa Bình nhận xét trên kênh TikTok của mình khi nghe những thông tin này. Tôi cũng giật mình vì nếu đưa testosterone trực tiếp vào mạch máu thì người ta có thể đăng xuất tức khắc. Thực tế, chỉ có thể trích testosterone qua cơ chứ không thể là mạch máu như thông tin của chương trình đưa ra. Lỗi ở đây có thể do người làm thông tin của chương trình chưa tìm hiểu kỹ dẫn đến nhầm lẫn. Không chỉ Trấn Thành, phía ekip sản xuất chương trình cũng bị chỉ trích vì không kiểm soát và chọn lọc nội dung khi phát sóng. Trước những ồn ào này, mới đây, ekip sản xuất chương trình Người Ấy Là Ai đã chính thức lên tiếng. Nhà sản xuất gửi lời xin lỗi khán giả và thừa nhận sai sót trong quá trình biên tập, truyền tải thông tin. Do sai suất trong khâu biên tập, ở tập 1 Người Ấy Là Ai mùa thứ 5, 2023. Chi tiết nhân vật NBAK nói về nguồn gốc vết sẹo trên cánh tay chưa được truyền tải theo đúng nội dung nhân vật chia sẻ. Chúng tôi thành thật cáo lỗi NBAK cùng quý vị khán giả, nhà sản xuất Người Ấy Là Ai. Gửi lời xin lỗi. Đồng thời, ngay sau đó phân đoạn có phần phụ đề này cũng đã được cắt bỏ trong tập 1 cũng như loạt clip đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội.